Mến chào cả nhà. Mắt Biết Cười hôm nay giới thiệu với các bạn gia dụng trong nhà bếp, đó là cái máy chiên không dầu. Lần trước mình giới thiệu với các bạn cái máy chiên không dầu, là cái máy này ha, nó là 9 lít. Bây giờ mình giới thiệu với các bạn cái máy này, nó là 12 lít, còn một hiệu đó là hiệu Gourmet Max. Cái hiệu này là của Mỹ, sản xuất tại Đức. Cái này nó chiên, nướng hoặc là quay thịt, hoặc là nói chung là nó không sử dụng dầu. Đó là cái mà mình để mình chiên nấu mà có tốt cho sức khỏe, là không có cần dùng dầu thì mình sẽ không có bị ví dụ như là mỡ trong máu hoặc là gì đó. Những người nào mà ăn mà đồ mà không muốn sử dụng dầu nhiều quá thì cái này là hoàn toàn perfect luôn. Nó gọi là cái air fry, tức là nó dùng hơi nóng để nó làm chín thực phẩm. Cái này nó có đa hệ đa năng, tức là nó có thể sử dụng cho 10 cách nấu ăn. 10 cách nấu ăn luôn nha. Cho nên nó gọi là 10 trong 1. Cái máy này năng suất nó là công suất của nó là 1800W ha. Dung tích nói chung là 12 lít. Đó. Dùng điện 220. Đây là trên cái thùng, nếu mà khi các bạn nhìn thấy ở trên này họ có chụp hình cho mình thấy 10 trong 1, có nghĩa là có 10 phương thức cách nấu ăn. Ví dụ như ở đây là nướng khoai tây nè ha, ví dụ như vậy nè, hoặc là làm pizza, làm lasagna, là thay chiên xào rau quả bằng dầu trên chảo trên bếp thường gì, thì bây giờ cái này nó làm không có dầu nha. Rồi gì nữa nè, là làm bánh bông lan, bánh ngọt nè, nướng cấp khét, nướng ví dụ như là nhiều khi làm mình đây nó không chụp lên, nhưng mà mình làm bánh mì cũng được nữa, nướng bánh mì cũng được nữa, nướng steak rồi nướng thịt gà, như là quay gà nè, rồi quay làm heo quay nè, làm beef steak, thịt steak. Ok, cái máy này nó hoạt động như thế nào, nó nói chung là nó hoạt động tương tự như cái máy chính ha, nhưng mà chỉ cái là nó lớn hơn, nó là 12 lít. Bây giờ nhỉ, mình mở lên cho các bạn xem nhé. Mình cắm thử đi. Ok. Như cái máy chính lít là để chỉnh cái menu của nó là các cái nút văng trên này. Còn bây giờ cái máy này á thì nó khác. Cái máy này á là bây giờ chỉnh bằng touch screen, tức là màn hình mình chạm tay vô ha. Ví dụ nè, mở lên nè, đó ha. Những cái phương thức cách làm món ăn á, thì họ đã chỉnh sẵn, cài đặt sẵn những cái phần mềm ở trong này, những cái reset trong này nó sẵn hết rồi, chương trình á, cái program. Ví dụ như đây nè, nó để rõ cho các bạn nhìn thấy luôn là làm cái gì để làm cái gì nè. Ví dụ như là nướng đùi gà, làm bánh ngọt, cuốc hình, hoặc là nướng thịt, quay thịt, chiên khoai tây, ví dụ như vậy ha. Hoặc là ví dụ như sấy trái cây. Ở nhà mình Việt Nam mình hay đi ăn trái cây sấy khô ví dụ vậy, nhưng mà mình không biết là ở ngoài người ta làm sao ha, mình chỉ nói vậy thôi. Ví dụ như là phơi trên nóc nhà, hoặc là phơi ở đâu đó không biết, rồi thì bụi bặm xe, rồi thì khói xe, rồi thì ruồi muỗi ha. Còn cái này các bạn sấy làm ở nhà, tự mua trái cây về nhà cái mình sấy lên mình ăn, coi như là rất an toàn cho sức khỏe ha. Mà hay cái nữa là gì, nó tiết kiệm được điện, là vì cái chương trình của nó họ đã nghiên cứu, thì họ ví dụ như là làm cái món gì đó thì nó cần bao nhiêu thời gian và cần bao nhiêu nhiệt độ, nó cài đặt sẵn hết trong đó rồi, thì mình không có làm không có sợ khét, nó tự động tắt ha. Còn nếu mà mình làm ở ngoài đó, mình cứ phải canh. Còn cái này là cứ bấm nút cái là các bạn để đó, là các bạn đi là không sợ. Ví dụ như pizza đó, mình chỉ mình nướng hoài. Hiện tại nhà mình đang xài cái này nè. Có mấy lần nữa mình hình như có quay phim cho các bạn coi.
Rồi còn cái này nữa nè, hay lắm. Nó có cái đậu quay, ví dụ như các bạn muốn rang đậu phộng, rang hạt, rang gì đó ha, để vô đây cái là bắp rang, bắp con ha, bỏ bắp vô đây cái là để vô cái bấm nút cái nó quay quay ngồi nên nó nổ lục bụp bụp cái là có bắp rang ăn ha. Đó. Rang hạt, mình rang hạt dẻ, rang hạt đậu phộng, hạnh nhân cái gì cũng được hết, bỏ vô đây. Cái mình để khoảng chừng như mấy lần mình trước mình làm mình để khoảng chừng 5 phút, 6 phút gì đó. Nhiệt độ nó là khoảng chừng 185 190 độ thì là hồi nữa cái ra cái là khỏi cần phải đứng ngay bếp để tự động, trong thời gian đó mình tiết kiệm được thời gian, mình có thể mình làm được cái gì khác nữa ha. 5 6 phút hoặc là 7 phút gì đó tùy theo các bạn thích nó rang chín cỡ nào. Thì các bạn sử dụng ví dụ như là mình để nhiệt độ cao thì thời gian thấp, mà để nhiệt độ nó thấp hơn chút thì mình rang cho nó lâu lên chút, tùy theo có kiểu cách kiểu rang các bạn nhé. Đó, ok. Bây giờ mình giới thiệu các bạn ha, là nó có thêm cái cây này. Cái cây này thì đi chung với cái bộ phận này. À, cái này là gắn vào trong cái cây. Xong rồi ghim con gà vô là mình làm gà quay, hoặc là lấy thịt vụn ghim mình cuộn lại, lấy có chỉ gà cũng vậy. Khi mà mình trước khi mình quay mình lấy gì mình buộc lại cho nó gọn lại ha, xong rồi cái mình quay thành ra là hồi nó thành có thịt quay rồi. Các bạn nếu mà nói về thịt quay thì chắc là các bạn mình thích ăn kiểu gì là mình quay kiểu đó rồi đúng không ha. À, mình lấy cái thịt đó mình làm, nói chung là cái phương thức của nó vậy. Cái chính của nó là gì, là nó không sử dụng dầu mỡ, nó hoàn toàn không sử dụng dầu mỡ, nó chỉ dùng hơi nóng. Trong này nó có cái quạt ở trên phía bên trên này, nó có cái gì nóng ha, xong rồi là cái hơi nóng nó tỏa nhiệt, xong rồi cái là có cái quạt nó thổi rồi trong này nó mình nói sao cái nhiệt nó không bị mất nhiệt. Chính vì nó không bị mất nhiệt như là khi mà mình chiên chảo trên bếp ví dụ vậy, nhiệt thì nó chỉ nóng ở dưới cái đó là cái chảo thôi đúng không, nhiệt thì nó lên là nó rất là tốn kém năng lượng, ví dụ tốn kém điện. Còn cái này á là nó làm giống như là cái lò vậy đó, để trong này ha, cái là khi mà các bạn nướng quay hay là cái gì đó đó thì cái nhiệt độ nó luôn giữ đều ở trong này thì nó sẽ mau chín mà nó tiết kiệm được điện ha. Là cái thứ hai rất là quan trọng nữa là gì, là cái vitamin, nó giữ được cái vitamin, nó không bị bốc hơi đi, nó không bị bốc hơi đi. Nếu mà nấu chiên xào lâu quá như ở ngoài kia thì khi mà mình chiên trên chảo gì thì nó hơi nó cứ bốc đi, nó hơi nó bốc đi mất nhiệt mà mất luôn cả cái vitamin. Còn trong này á, là nó giữ nguyên trong này. Mấy lần trước mình làm thịt heo quay, không chắc các bạn cũng nhìn thấy rồi đó, mình có post lên trên trên Facebook đó, thì cái thịt cái nước thịt nó còn trong trong thịt, nó không có bị khô thịt, ngon vậy đó, nó rất là làm cho thịt rất là mềm ha. Bây giờ ha, trong này cũng có cái đèn nè, để các bạn có thể khi mà các bạn ví dụ như là khi mà mình đang nấu nướng gì mình muốn coi nó chín đến cỡ nào, là cái màu nó đến đâu rồi, ví dụ như mình thích thì mình mở lên ha. Ok, còn nếu mà khi mà mình muốn quay thịt quay á, thì nó cũng có cái nút bấm cái là cái trục quay, thì con gà tức là mình nướng thành nướng quay đó. Nhiệt độ thì mình chỉnh ở phía bên này nó để là đồ này đó, mình muốn lên xuống như cỡ nào đó thì xuống. Máy này nhiệt độ của nó là từ stop nhiệt độ nó là có thể chỉnh từ 80 độ đến 200 độ. Còn thời gian thì có thể chỉnh đến 2 tiếng đồng hồ, tức là 120 phút. Những trong cái chương trình của nó đây các bạn không cần phải chỉnh tùy theo thôi nha, nhưng mà họ đã cài đặt sẵn cái chương trình trong đó, thì là làm cái món ăn gì thì là nó cần bao nhiêu nhiệt độ bao lâu đó, tùy theo các bạn thích. Ví dụ như các bạn thích mình làm cứ xào đi, mình thích cho nó giòn lên chút nữa thì mình cho thêm một chút thời gian, hoặc là cũng cái thời gian đó nhưng mà mình thêm nhiệt độ chút, tùy theo các bạn làm đó. Các phụ tùng phụ ở trong này thì nó gồm có cái lỗ để xoay ha, cái lỗ xoay để xoay rang hạt hoặc là gì đó ha, hoặc là khoai tây chiên, đúng rồi,
khoai tây chiên cắt nhỏ, cái loại mà giống như đi ra ngoài Kentucky, McDonald's gì đó, họ cứ cắt giống như khoảng ngón tay vậy nè, đó rồi bỏ khoai tây vô đây, xong vậy là cứ bấm cái xoay là hồi nữa là ra ăn mà rất ngon, mình cũng đã thử rồi, không có cần dầu mỡ gì hết trơn á, hoàn toàn không cần dầu mỡ gì hết, rồi xoay một thời gian cái chín mở ra ăn rất ngon. Đây nó có thêm ba cái khay nữa, ba cái khay này tùy theo các bạn thích làm gì, để cá lên, để tôm, để thịt, để cánh gà, sắp cái cây mỏng này mình sấy khô ha, ví dụ gì sấy chuối, sấy táo, sấy mận, sấy cái gì mình cũng làm thử, nói chung là rất ngon, ăn nó giữ nguyên được cái chất vitamin trong này, tại vì nó để trong này nó không, cái hơi nó cứ trong này, cái hơi nóng ở trong này là cái vitamin nó nằm trong này nó không bốc ra đó. Không xét lỉ nha. Rồi có thêm một cái khay nữa, cái khay này nó để dưới cùng là để nó hứng, ví dụ như các bạn quay gà quay lòng thịt heo quay ví dụ thì nó sẽ chảy mỡ ra đây đó, đây cái này nó hứng nè, mình có thêm một cái tip cho các bạn là để dễ lau chùi thôi, rửa sạch sẽ, cái này nó thì nó không có dính, nhưng mà mình sử dụng thì mình bảo quản dễ để làm lau chùi cho nó nhanh gọn á, thì mình để một cái lớp giấy alu foli lên ha, giấy bạc lên á, xong rồi cái hồi nó túm cái giấy bạc lại là bỏ thùng rác, rồi cái này sơn cái lại xong sạch liền ha. Những cái này các bạn có thể để vô, nếu mà nhà có sử dụng máy rửa chén để vô rửa chén của tôi luôn ha. Các bạn sẽ tìm thấy ở trên Tin Store, trên Facebook, các bạn ghé mà xin Tin Store thì các bạn sẽ nhìn thấy, hoặc là tìm cái nick của bà mẹ đẹp ha. Video mình sẽ post lên trên bà mẹ đẹp vlog. Các bạn nếu thích, cảm thấy hay cái video này thì các bạn có thể bấm like, subscribe hoặc là các bạn chia sẻ thêm tiếp cho mọi người nhìn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, để coi mình còn quên gì không? Thôi mình nhắc lại một lần nữa nha. Cái này là cái máy chuyên không dầu nè, hiệu của Maymax ha. Nó có 10 chương trình cài sẵn trong này cho nên nó gọi là 10 trong 1. Công suất là 1.800W. Dung tích là 12 lít. Theo như trong chỗ quảng cáo hoặc là cái trong cái quyển đó, nó nói là con gà này có thể đến sử dụng đến khoảng chừng con gà 1,5 kg. Nhưng mà khi mà các bạn nướng gà hoặc là nướng thịt, quay thịt nhớ buộc lại cho nó gọn ha, cho nó gọn để nó khi nó xoay nó dễ xoay. Rồi nói chung là như vậy, mình cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi kênh vlog bà mẹ đẹp, và những người nào mà khách hàng đã mua hàng sử dụng máy móc gia dụng nhà bếp của trên Tiên Store thì có kinh nghiệm gì hay cũng chia thì có thể chia sẻ lại cho mọi người cùng biết nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở một cái video khác, ở một cái máy gia dụng nào khác. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.